mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Điều mà các bạn còn thiếu rất nhiều các kỹ năng để cạnh tranh với môi trường toàn cầu đó chính là kỹ năng tiếng Anh. Và bên cạnh đó là 6 kỹ năng mềm, đó là kỹ năng về giao tiếp, hợp tác, phản biện, kỹ năng về công nghệ, về tư duy sáng tạo cũng như là hoàn thiện bản thân. Đó cũng chính là 6 chìa khóa vàng cho các bạn trẻ trong kỷ nguyên hội nhập với thế giới. Như vậy thì tại sao các bạn trẻ lại cần những kỹ năng này và hiện nay thực trạng tại Việt Nam như thế nào? Thì chúng tôi rất vinh dự được mời đến trường quay chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu giáo sư Phan Văn Trường, hiện là giảng viên thỉnh giảng của các trường đại học tại Việt Nam. Ông đồng thời là chuyên gia đàm phán quốc tế, là cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế và được Tổng thống Pháp trao tặng huy chương hiệp sĩ Bắc Đẩu Bụi Tinh năm 2007. Xin được hỏi thêm thầy Trường ạ. Thầy đi dạy ở nhiều trường đại học và thầy cũng cố vấn cho các doanh nghiệp và thầy cũng tiếp xúc về rất nhiều cái nhân lực trẻ, các thế hệ các bạn trẻ hiện nay. Thì thầy nhận định thế nào về kỹ năng của các bạn liên quan đến sự giao tiếp cũng như là cái sự phản biện? Cái vấn đề này nó khá rộng. Tuy nhiên tôi luôn luôn tôi khuyên các em trẻ là cứ giữ cái phong cách của mình. Mình cứ tự nhiên, mình cứ hồn nhiên và mình đôi khi phải rất tự hào với cái văn hóa của mình. Do đó cho nên là mỗi khi mà tiếp những người nước ngoài ấy, tôi bảo rằng là nếu mà các em mà có những cái nghi vấn về phong cách của các em ấy, thì các em cứ là người Việt Nam. Và họ tới nước chúng ta đó thì họ sẽ rất quý cái phong cách và văn hóa của chúng ta. Do đó chúng ta không nên có một chút mặc cảm nào hết. Còn về cái chuyện phản biện thì nó như thế này. Khi mà chúng ta dạy trong cái nền giáo dục của chúng ta đó thì chúng ta không có cái học được cái thói quen phản biện. Mà khi chúng ta nói đến phản biện thì chúng ta lại nghĩ rằng người ngồi bên phía bên này bàn, người phía bên kia bàn, nếu không muốn nói là đôi khi còn nhìn nhau hơi hằn học một tí ngay từ đầu, như là đóng kịch vậy đó. Nhưng thật sự không phải. Chúng ta bây giờ phải hiểu được rằng khi chúng ta phản biện đó là chúng ta xúc tích hóa cái vấn đề, chúng ta phong phú hóa cái vấn đề. Do đó cho nên là chúng ta đi tìm một cái mục tiêu chung để mà cái vấn đề được nhìn một cách rất là gọn gẽ và đầy đủ. Do đó cho nên là một khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta đã hiểu được phản biện là gì. Và từ đó trở đi thì chúng ta không còn một chút mặc cảm nào nữa. Xin được hỏi thêm thầy Trường một chút ạ. Như vậy thì kỹ năng phản biện cũng như là chị Quỳnh nó là đặt câu hỏi rất là quan trọng. Theo thầy nhận thấy hiện nay ở cái môi trường giáo dục tại Việt Nam đã có sự cải thiện nào trong cái việc khuyến khích học sinh? Chưa. Cũng vì vậy cho nên là mỗi khi tôi đi vào trong lớp tôi bảo rằng là tụi bay bây giờ phải cầm cái tay đấm như thế này này. Bây giờ nhìn thầy như là một cái punching ball. Làm sao mà thầy ngã thì thôi. Và tụi nó sướng lắm, mà tụi nó hỏi lung tung cả lên mà tôi trả lời một cách rất là bình dân. Tôi bảo rằng là cái nào mà tôi không trả lời được đó, tôi xin một cái khóa sau, tôi xin trả lời. Tôi nói như vậy là để phóng thích trong đầu các em một cái động lực để mà chính các em tìm trong cái nguồn lực trong các em để mà cùng với tôi đi tìm cái chân lý trong khoa học. Thầy Trường đánh giá thế nào về sự tự tin của các học trò của thầy hiện nay? Tôi đã từng thương thuyết với rất nhiều người không nói được tiếng Anh mà người ta vẫn làm cho tôi hiểu cái gì người ta muốn tôi hiểu. Vậy thì các em cũng phản ứng như vậy đi. Tôi vừa mới đi Bắc Giang chẳng hạn thì tôi có nói chuyện trước 1900 các em học sinh cấp 3. Các em cũng hỏi tôi cái câu hỏi thầy ơi làm sao mà học tiếng Anh, chúng em rất là ý thức được tiếng Anh rất là quan trọng. Thế tôi bảo rằng các em cứ ba xí ba tú cho tôi. Bây giờ các em biết được chữ tiếng Anh nào thì các em nói với thầy nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt. Cái tôi muốn là thế này này, là mình thắng được cái mặc cảm của mình. Mình kéo được cái hồn nhiên về mình. Thì tự nhiên cái lúc đó mình học tiếng Anh nó mới nhanh. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Thưa quý vị, vừa là những chia sẻ của các vị khách mời liên quan đến các kỹ năng giao tiếp, hợp tác, phản biện. Như vậy thì ngoài những kỹ năng này thì chúng ta còn những kỹ năng nào khác quan trọng hơn với các bạn trẻ? Mong quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ còn quay trở lại thảo luận về vấn đề này trong phần sau của chương trình với các kỹ năng về công nghệ, tư duy sáng tạo cũng như là kỹ năng hoàn thiện bản thân. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, cái miền không lan xa.